Còn lại gì khi mà Redmi K60 Ultra đã được giảm cái mức giá xuống còn 7.x cổ, và K60 Ultra thì mình thấy là tụt giá nhanh hơn so với cả chiếc K60 Pro. Cái này mình nghĩ là do cái thị trường bên Trung Quốc thôi. Khi mà người ta giảm giá thì phía bên Việt Nam người ta cũng sẽ giảm giá theo. Từ giờ đến Tết thì cũng không rõ là K60 Ultra nó có tăng giá trở lại hay không. Nhưng mà theo cá nhân của mình thì những cái được trang bị trên chiếc Redmi K60 Ultra ấy, so với cả cái mức giá 7.x cổ của nó ấy, quá là rẻ luôn. Đặc biệt là phiên bản bộ nhớ trong tối thiểu nó đã là 256GB và RAM tối thiểu nó đã là 12GB RAM rồi anh em ạ. Rồi đây là những cái cảm nhận của mình về chiếc Redmi K60 Ultra, và mình sẽ phân tích cho các bạn xem là cái tầm 7.x cổ ấy thì K60 Ultra nó có thực sự hấp dẫn hay không nhá. Anh em đừng quên nhấn nút đăng ký cũng như bật nút chuông để nhận thông tin về video mới nhất nhá. Hộp của con K60 Ultra thì nó giống so với cả những cái dòng K khác ở Xiaomi thôi. Nó sẽ được thiết kế màu đen. Đó. Ở phía bên trong này thì có một cái phụ kiện rất là tuyệt vời, đó chính là củ sạc GaN, công suất lên tới là 120W anh ạ. Củ sạc này thì nó có thể sạc đầy pin cho chiếc Redmi K60 Ultra đâu đó khoảng tầm là 20 phút đồng hồ với một cái nguồn điện tốt nha, nguồn điện ổn định. Riêng về cái phụ kiện là mình cảm thấy rất là hài lòng rồi. Hay là về trọng lượng của con K60 Ultra đi, con này thì pin nó cũng khá là to, thế nên là khả năng cao là cũng hơn 200g rồi, 206,7g anh em nhé. Ngoài ra thì chiếc Redmi K60 Ultra ấy thì cũng là cái dòng sản phẩm K đầu tiên của Xiaomi được trang bị cái công nghệ chống nước là IP68. Đương nhiên thì cái công nghệ này nó sẽ giúp cho các bạn làm sử dụng yên tâm hơn trong cái thời gian mà chúng ta sử dụng ngoài trời dính những cơn mưa bất chợt và những cái thời tiết ẩm nồm chẳng hạn. Tuy nhiên thì mình khuyên anh em là không bao giờ nên nhúng trực tiếp cái chiếc điện thoại vào trong nước nhé, bởi vì mỗi một cái dây chuyền sản xuất điện thoại ấy, họ sản xuất cả mấy chục nghìn con cơ, thế nên cũng có thể là có một số con cái gioăng cao su của nó sẽ không thực sự được khít như những con khác thì sao, đúng không? Và kể cả là những cái hệ thống rất lớn, ví dụ như Thế Giới Di Động chẳng hạn, thì cũng không ai bảo hành cho các bạn khi mà cái con máy của các bạn vào nước cả, kể cả cái chiếc điện thoại đấy có cái tính năng chống nước. Thế nên cái này là mình khuyên nhỏ anh em là không giờ nên cho bất kỳ một chiếc điện thoại nào, kể cả mua hệ thống lớn đến mấy chăng nữa, vào trong nước. K60 Ultra thì nó có một cái thiết kế mình thấy nó sang hơn so với cả K60 Pro. Cái này theo quan điểm cá nhân thôi. K60 Pro nó vẫn có những cái điểm mạnh riêng, ví dụ con chip 8 Gen 2 chẳng hạn, đúng không? Cái này là quan điểm cá nhân nhá, mình không áp dụng vào tất cả mọi người đâu, để mỗi người một cái gu thẩm mỹ thôi. Bởi vì cái con này, ví dụ phiên bản màu đen này, nó sẽ những cái vân này, vân này thì không sờ thấy đâu, vân này nó ẩn phía bên dưới, ở dưới lớp kính này, và nó vân theo kiểu là giả vân carbon ấy, nhìn rất đẹp, rất nam tính. Cái cụm camera được làm rất là to, tạo cho chúng ta một cái cảm quan nhìn đắt tiền hơn, đúng không? Này, to và rộng. Khung thì cũng được làm vuông nhá. Đương nhiên thì những cái dòng đời K sau này thì không được trang bị jack cắm tai nghe 3.5mm nữa. Nhưng mà các bạn vẫn có cái cổng hồng ngoại. Gần như là chiếc điện thoại Xiaomi nào cũng được trang bị cái tính năng này. Và về màn hình phía trước của chiếc Redmi K60 Ultra, theo mình thì bình thường thôi. Tất cả những con máy dòng K thì chắc là phải lên tới cái dòng K70 thì nó mới có cái về màn hình nó đẹp, nó xuất sắc hơn. Nhưng mà K70 bây giờ nó đắt lắm, nó cao hơn K60 khá là nhiều, thì anh em thấy là về màn hình nó rất là bình thường thôi. Tuy nhiên thì cái tấm nền trên K60 Ultra khá là ngon. Các bạn sử dụng tấm nền là OLED 68 tỷ màu và tần số quét lên tới là 144. Mặc dù là cái độ phân giải nó không còn Quad HD như K60 Pro nữa, nó chỉ là 1.5K thôi, nhưng mà 144Hz của máy thì siêu nhanh luôn, siêu nhanh siêu nhạy luôn. Và cái độ sáng tối đa của K60 Ultra nó lên tới là 2600 nits anh em ạ. Nhưng mà cái độ sáng này anh em muốn kích thì anh em phải bật cái chế độ auto lên và ra ngoài những cái điều kiện thời tiết rất là khắc nghiệt thì nó mới kích lên được. Còn khi mà chúng ta chỉnh bằng tay này thì nó cùng nóng khoảng 1000 mấy thôi. Vân tay thì cũng ở phía bên dưới màn hình đủ cả anh em nhé. Ok, dòng K thì phải mấy năm trở lại đây rồi đều được trang bị hai loa cả anh em nhé. Ok, K60 Ultra ấy, thì nó sẽ sử dụng giao diện MIUI, chắc chắn rồi. Với giao diện MIUI ấy, khi mà chúng ta sử dụng Việt hóa ấy, thì thi thoảng nó sẽ hiện lên cái chữ là MIUI nhé. Từ cái file setting Việt hóa thì nó là cái khoảng tháng 3 năm 2023. Còn file setting của K60 Ultra thì nó đời mới hơn rồi, nên thi thoảng khi mà chúng ta Việt hóa thì nó sẽ bị cái hiện cái chữ MIUI nhé. Con chip được trang bị trên chiếc Redmi K60 Ultra thì rất là khỏe, Dimensity 9200 Plus, tiến trình 4nm và GPU lên tới là 11 nhân G715. Cái chip này thì hồi trước mình cũng đã test game cho các bạn rồi. Cái nhiệt độ trên Dimensity 9200 Plus thì mình thấy là nó cao hơn so với cả 8 Gen 2 một chút nhá. Cái này thì mình phải công nhận như thế. Nhưng mà về cái mức FPS rất ngon, anh em hoàn toàn có thể tự tin là chơi những cái tựa game nặng
ở cái mức đồ họa khá là cao. Ngoài ra thì chiếc điện thoại này vẫn có cái bộ nhớ RAM tối thiểu là 12GB và chuẩn RAM là chuẩn cao nhất của Android 5X, bộ nhớ trong tối thiểu là 256GB và chuẩn cũng là chuẩn cao nhất của Android luôn, UFS 4.0. Riêng con chip Dimensity 9200 Plus cộng với cả RAM và ROM trên con K60 Ultra cộng với full box của nó thì mình thấy là cái mức giá 7.x của K60 Ultra nó đã là một cái điều rất hợp lý rồi, nó đã là kiểu chạm đáy rồi anh em ạ. Thực sự nó quá là rẻ so với cả cái thời điểm nó mới ra mắt, đúng không? Mới ra mắt khoảng mười mấy triệu cơ. Nếu anh em nào thích về khoản cấu hình hiệu năng mà loanh quanh cái tầm 7-8 triệu thì K60 Ultra luôn là một sản phẩm phải nằm trong tầm ngắm của anh em. Chiếc điện thoại này thì camera selfie của nó sẽ là 20 chấm và camera phía sau của nó sẽ là 50 chấm, có chống rung học 8 chấm ultra wide và 2 chấm macro, có khả năng quay phim 8K. Tuy nhiên thì như mình đã trải nghiệm rất nhiều những sản phẩm dòng K ở trên thị trường, mình đều nhận định là nó không phải là những cái chiếc điện thoại quá để dành cho anh em nào mà chụp ảnh chuyên nghiệp. Chụp ảnh chuyên nghiệp thì chúng ta nên sử dụng những con máy kiểu Xiaomi 12S Pro hay là Xiaomi 12 Pro kiểu như thế. Có thể là chip của nó không bằng, nhưng về cái chất lượng chụp ảnh của mấy con đấy lúc nào nó cũng sẽ hơn cái dòng K. Đây là bức ảnh mình chụp rất nhanh trong nhà thôi, một chiếc Huawei Mate 20 Pro đeo ốp. Nói chung ở cái điều kiện ánh sáng mà tương đối đủ thì con K60 Ultra này nó cũng không bị noi hay cái gì cả. Nếu mà chụp trong điều kiện ánh sáng tối thì khả năng cao nó sẽ hơi có hạt noi noi nhá. Cái này là một cái mà mình gặp rất nhiều những con máy dòng K rồi. Cái camera chính của nó thì có chống rung khoa học nên các bạn có thể là quay phim ở ngoài đường nó cảm giác là mượt mà hơn. K60 Ultra thì nó sẽ có cái viên pin là 5000 mAh và hỗ trợ sạc nhanh tối đa là 120W ở trong hộp. Tuy nhiên chúng ta chưa có công nghệ sạc không dây. Sạc không dây thì chủ yếu áp dụng trên những con máy dòng cao đời Mi của Xiaomi thôi. Còn viên pin của máy thì khá là trâu rồi. Đấy, chơi game thì cũng tùy loại game thôi, game thì cũng chả biết như thế nào. Anh em chơi Genshin Impact thì kể cả những con máy pin 10.000 nó cũng không thể trụ được trong một ngày. Còn nếu mà anh em sử dụng bình thường, thi thoảng là một ván liên quân thì khả năng K60 Ultra vẫn có thể trụ được trong một ngày. Đấy là khả năng thôi, chứ còn chưa thể biết ở những cái ứng dụng khác mà anh em cài thêm nó sẽ như thế nào nhá. K60 Ultra mình thấy nó đánh rất mạnh vào tần số quét 144 này, chip mạnh, RAM ROM cao, camera chống rung quang học và thiết kế khá flagship. Cái mức giá của nó thời điểm tại 7.x quá thơm. Thực sự thì mức giá này nó còn rẻ hơn so với cả chiếc Redmi K60 Pro 100.000 đồng. Đương nhiên là mình không chê K60 Pro bởi vì con đấy là có cái 8 Gen 2 nó đã gánh lại quá là khủng khiếp rồi. Thì mỗi con nó có một cái điểm mạnh, điểm yếu riêng. Anh em nghĩ sao về chiếc Redmi K60 Ultra? Đừng quên để lại ý kiến nhé. Và tất cả những sản phẩm mình trên tay hay là mình nhắc đến, mình đều có bạn. Em hãy nhắn tin qua mình ở page và Zalo nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.